chữa cho mình thằng quần đùi. Phương Hà đã quay trở lại rồi đây. Vậy là sau một thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng sức, lặn mất tăm mất hút, thì ngày hôm nay bạn Hà đã quay trở lại đầy hứng khởi và mang đến cho mọi người một cái video mà Hà tin chắc rằng không chỉ mình Hà đâu mà mọi người cũng thấy hứng thú với cái video này, đúng không? Hứng thú nên là mọi người mới ấn vào xem mà. Nên là ngay bây giờ thì chúng mình sẽ có video đi mua đồ hàng thùng để mặc theo K-pop star. Trong video này thì sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, ví dụ như là Lisa, Jennie của Blackpink và có một vài bạn nữa mà Hà thấy rằng các bạn ấy có những cái set đồ rất là hay và chúng mình hoàn toàn có thể học tập theo phong cách ăn mặc đấy, nên là bạn Hà đã lựa chọn trong video này. Và trong video này thì Hà cũng sẽ thử rất nhiều phong cách mà Hà chưa bao giờ từng thử mọi người ạ. Chưa bao giờ. Thực sự chưa bao giờ. Nhưng mà thôi, thế mới là thử thách và thế mới vui chứ. Nên là ngay bây giờ thì chúng mình không chần chừ gì nữa, cùng bắt đầu thôi, cùng đi mua hàng thùng nào. À trước hết thì đừng quên like video để ủng hộ bạn Hà nhé. Let's go. Mọi người, bây giờ thì mình lại đang ở dưới 5 đồng, mình lại đi mua hàng thùng để chuẩn bị cho một cái video mà Hà nghĩ là cũng rất là hay ho. Chắc là mọi người biết là video gì rồi đúng không? Đó chính là 5 ngày mặc theo phong cách của K-pop star. Và ngay bây giờ thì chúng mình hãy cùng vào xem là hôm nay hàng thùng có gì không và có kiếm được đồ mà mình cần không nha. Đây chỉ là một cái bước chuẩn bị thôi nhưng mà rất cần thiết nên là vào thôi. Và bây giờ thì bạn Hà đã quay trở lại với mọi người để chúng mình đến với nhân vật đầu tiên của video ngày hôm nay. Ngay ngày hôm nay thì bạn Hà đã ready để có thể hóa thân thành một cô nàng rất là xinh đẹp mà Hà cũng rất là yêu thích, đó chính là Jennie của Blackpink. Và Hà thì đã lựa chọn set đồ này của Jennie để có thể mặc theo. Thật ra đây là một cái set đồ mà khá là khó kiếm, khó tìm. Nhưng mà hôm trước khi mà Hà đi mua đồ si thì Hà cũng đã kiếm được một cái áo mà nó na ná đây cho mọi người xem luôn. Thì đây, đó là cái áo này đây. Đương nhiên là không thể nào đẹp như hàng thật của Jennie được, nhưng mà nó cũng kiểu óng ánh ấy, nó còn có sao nữa. Nhưng mà cái sao này không xử lý được nên bạn Hà tí nữa sẽ mặc ngược chiếc áo như thế này. Đó. Xong tí nữa thì Hà cũng sẽ cắt cái áo này ngắn đi để nó thành crop top giống như Jennie. Bên cạnh đấy thì mình cũng đã chuẩn bị lưới trắng. Cái này thì Hà xin không có chắc chắn rồi nên Hà đã mua trên Shopee giá rất là rẻ thôi, cũng chỉ tầm 30.000. Thì mọi người sẽ có được một cái tất lưới như thế này. Và quần thì Hà hôm trước cũng mua đồ si thì phải, rất là rẻ, 1 chục, 2 chục, 3 chục gì đấy. Nên là nó cũng tương đối đủ set đồ của Jennie lần này rồi. Bây giờ thì không chần chừ gì nữa, bạn Hà cũng đang rất hào hứng để có thể hóa thân thành Jennie. Mọi người hãy cùng chờ gặp Jennie nhá. Let's go. Việc đầu tiên chúng mình cần làm sẽ là cắt chiếc áo Jennie này. Và thật ra thì bạn Hà không tự tin với sự khéo tay của mình lắm, nhưng mà cứ cắt thôi, chắc là sẽ xinh. Hy vọng là sẽ xinh mọi người ạ. Đây chính là chiếc áo mà bọn mình vừa cắt xong. Mặc thử nha. Trời ơi, mọi người ơi, nhìn này. Lần đầu tiên Hà mặc cái lưới này, trời ơi. Nhìn hơi kiểu... Hello. Mình đang theo phong cách của Jennie mọi người ạ. Cho mọi người xem full look nha. Đây, sẽ có hình full look quay tử tế cho mọi người xem. Nhưng mà kiểu... tự dưng mặc này xong cảm giác muốn làm idol K-pop Blackpink in your area. Chết đó thôi. Nhưng mà chắc là mình không dám mặc này ra đường đâu mọi người ạ. Khuyên tai tua rua mua từ 1 tỷ năm rồi chưa bao giờ dùng. Một chiếc tóc, vì tóc mình xù quá nên mình phải buộc thế này chứ cũng không thực sự là giống Jennie lắm. Chiếc áo mánh được cắt từ một chiếc áo ngôi sao. Chiếc thắt lưng là một chiếc duy băng áo mánh. Tất lưới
giày. Và đây là bạn Hà. Hello mọi người. Trời ơi, lúc đầu Hà cũng định là sau khi mà lên đồ thì mình sẽ đi ra cà phê làm việc một chút. Nhưng mà xin lỗi mọi người, nhưng mà với cái bộ dạng này thì mình thật sự không giảm ra được mọi người ạ. Bù lại thì mình đã chụp khá là nhiều ảnh đẹp, mình sẽ để ảnh ở đây cho mọi người xem nha. Và bây giờ chắc là sẽ tối giản bộ trang phục một chút rồi mình ra đường. Chứ mình chắc là không thể mặc nguyên cả cây như thế này được mọi người ạ. Hơi kỳ, rất kỳ. Nhưng mà cũng khá là vui, khá là hay. Đã ai từng thử mặc như thế này chưa? Mọi người thấy Hà thế nào, có hợp là một idol K-pop không? Hơi béo với một idol mọi người ạ. Nhưng mà đây nha, đây là bạn Hà. Trời ơi, video dễ thương ha. Đừng quên like video để ủng hộ bạn Hà nhé. Đây, và đây là bộ trang phục mà mình đã tối giản để có thể ra đường. Mình vẫn mặc cái áo và cái quần ở trong, bỏ cái tất đi đương nhiên rồi. Và mình sẽ khoác một cái áo khoác bò như thế này. Thì kiểu nhìn vừa trẻ trung, năng động mà nhìn cũng không bị quá là quá đà. Vẫn hơi over với sự óng ánh này nhưng mà thôi, không sao cả. Vẫn xinh đúng không mọi người? Let's go. Annyeonghaseyo. Hello mọi người. Hello mọi người. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời và bạn Hà dậy cũng không sớm lắm. Nhưng mà có một chút thời gian nên sẽ ngồi đây xuống chia sẻ với mọi người về cái nhân vật mà ngày hôm nay Hà sẽ cosplay. Đảm bảo sẽ là một cái nhân vật mà mọi người cực kỳ yêu thích, cực kỳ thú vị mọi người ạ. Mọi người có đoán được là ai không? 1 2 3 4 5. La Lisa. Bạn này thì ăn mặc rất là chất và make up cũng cực kỳ đẹp luôn, nên là ngày hôm nay thì Hà sẽ cố cosplay bạn ý và với một cái trang phục khá là sexy mọi người ạ. Nhưng mà trước hết thì chúng mình hãy cùng make up trước nhá. Và mọi người đang được chiêm ngưỡng mặt mộc của Hà, một chiếc mặt mộc không được đẹp cho lắm tại vì vừa đến kỳ. Và da của bạn Hà thì cũng đã dưỡng qua rồi nên là bây giờ thì chúng mình sẽ dùng kem chống nắng. Và vì bạn Hà hôm nay chắc chắn cũng sẽ ra ngoài, và kể cả không ra ngoài ở nhà thì cũng rất là nhiều nắng, nên là chắc chắn phải dùng kem chống nắng. Hà Nội đợt này thì mưa gió rất là thất thường nhưng mà cũng không thể quên kem chống nắng. Tóm lại là phải dùng kem chống nắng nha mọi người. Và kem chống nắng bạn Hà đang dùng thì chắc là mọi người cũng biết rồi, không có gì ngạc nhiên nữa, thì đó chính là bạn này của Anessa. Nếu mà mọi người có theo dõi Hà lâu thì cũng biết là Hà là một fan trung thành của kem chống nắng Anessa. Hà đã dùng khá là nhiều loại rồi và gần đây thì Hà chuyển sang dùng cái loại này. Hồi trước thì Hà có dùng loại sữa nhưng mà thời gian này thì Hà thấy loại này có vẻ hợp với da của mình hơn. Bạn này thì rõ ràng một em kem chống nắng quốc dân rồi, và đương nhiên là không chỉ sử dụng cái này không, bạn Hà cũng có cả dạng xịt nữa. Chúng mình hãy lấy một lượng vừa đủ ra tay, sau đó thì chấm ra hai bên má này. À quên, chúng mình phải bôi một ít oxycodone, mùi thơm rất dễ chịu. Bạn này thì thấm khá nhanh và để lại một lớp ẩm mượt chứ không bị dính khó chịu đâu nha. Đây, mọi người nhìn thấy Hà xinh hơn chút nào sau khi bôi kem chống nắng kìa. Và theo như bạn Hà có tìm hiểu được thì bạn kem chống nắng này của Anessa có sử dụng công nghệ Very Water Resistant, có khả năng chống trôi trong nước lên đến 80 phút và rất phù hợp với cả trời mưa, thời tiết ẩm ương như bây giờ mọi người ạ. Và nếu mà mọi người đang lo ngại về việc kem chống nắng dễ bị trôi do đổ mồ hôi hay nước thì công nghệ Aqua Booster ES trong sản phẩm sẽ khiến bạn ngạc nhiên, vì kem sẽ càng bền vững hơn khi gặp nước hay khi da đổ dầu nhờ sự chống trôi do ma sát. Và sau khi mặc bôi kem chống nắng thì bạn Hà sẽ bình thường với cả make up hàng ngày, thì bạn Hà thường là không sử dụng nền quá dày, thường là mình sẽ sử dụng kem che khuyết điểm thôi. Thì cái che khuyết điểm Hà dùng muôn đời vẫn luôn là cái dơ xem ấy. Ôi cái mũi của tôi, cái thời tiết này mọi người có bị mũi không? Quay trở lại phi vụ làm tóc đây mọi người ạ. Và như mọi người thấy thì tóc Hà đang ngắn tụn tỡn, thì Hà cũng sẽ cố gắng để làm giống với Lisa nhất thôi. Thì Lisa trong cái trang phục đấy là tóc xoăn. Và bây giờ mình sẽ chuyển cái quạt tóc thẳng của mình sang tóc xoăn. À mà thật ra bạn Hà có một lưu ý cho mọi người, đó chính là chúng mình không chỉ là phải chống nắng cho mặt mà còn phải chống nắng cho tóc nữa. Thì bạn nào cũng sử dụng luôn cái xịt của Anessa đơn giản này thôi. Và sau khi mà làm tóc xong và sóng vào nếp các thứ, bôi dưỡng các thứ, thì bạn Hà sẽ xịt kem chống nắng lên tóc của mình nữa, xịt vào những chỗ trên mặt, trên tay, chân, nếu mà chỗ nào mình muốn xịt nữa. Thật ra cách tốt nhất để có thể apply kem chống nắng thì vẫn luôn là bôi ra tay sau đó thì massage lên da ấy. Nhưng mà nếu mà mọi người lười quá thì hoàn toàn có thể sử dụng xịt như thế này. Cá nhân Hà thì cũng hơi lười nên bạn này luôn luôn được để ở trong túi của mình.
thím Hàn Quốc mọi người ạ. Ok, thay đồ thôi, trời ơi, một trang phục rất là sexy, sexy. Quên mọi người ạ, mình vẫn chưa xịt chống nắng cho tóc, thì bây giờ xịt nha. Bạn này thì có kết cấu dạng phun xương rất là mỏng nhẹ, khô ráo, nhanh chóng, cực kỳ tiện. Có thể giúp chúng mình dưỡng da và bảo vệ da trước tác động của tia UV, tương tự với tóc nha. À, nên là bây giờ thì bạn Hà đã bôi kem chống nắng cho mặt rồi, bạn Hà sẽ xịt thêm tóc thôi. Và có thể là xịt tay chân các thứ nữa. Và thành phần của em này thì cũng giống như em gel chống nắng bên trên. Cả hai đều có 50% thành phần dưỡng da mịn mượt, chống oxy hóa và ngăn chặn lão hóa sớm do tia UV, cũng như là sử dụng công nghệ Aqua Booster EX. Hello mọi người thông cảm cho cái sự bừa bộn phía sau. Bây giờ thì Hà có việc ra ngoài, nhưng mà vì cái trang phục này khá là hở ấy, nên là mình có mặc thêm một cái blazer đen nhìn cũng ok, đúng không? Bây giờ thì hãy cùng ra ngoài thôi. Chúng mình sẽ ghé qua mua cà phê một chút, xong rồi sẽ phải đi quay. Thì Hà sẽ dẫn mọi người theo nhiều nhất có thể nha. Để đi thôi. Các bác ơi, ngày hôm nay tôi được làm Kim Taehyun của NSD. Bạn nào có follow Hà thì chắc cũng biết là Hà thích NSD, nên không thể là bỏ lỡ cái cơ hội này để được trở thành một trong những nhân vật ấy. Ngày hôm nay thì bạn Hà cosplay Taehyun với một bộ trang phục khá là cá tính, tuy là không quá giống nhưng hy vọng là mọi người thấy xinh. Và đây là bộ này nhá. Đây là bộ trang phục của Hà. Thì với ảnh của Taehyun ở đây thì Taehyun tóc vàng, xong rồi với tóc dài cơ. Nhưng mà bạn Hà thì cũng không làm thế nào được với cái mái tóc ngắn của mình, nên là đành có một cái kiểu tóc mà nó hơi lộ sộ một tí. Nhưng mà vẫn ok đúng không mọi người? Cũng xinh ha. Cái bộ này thì cực kỳ dễ áp dụng bình thường ấy. Kiểu mặc đi date này, hay là mặc đi chơi với bạn bè này, mặc đi quẩy này, đều rất là ok luôn. Thật ra Hà cũng có dự định là tìm một bộ nào đấy màu sắc sặc sỡ hơn, để video này có vẻ hơi nhiều đen trắng ấy. Nhưng mà đây là tất cả những gì Hà cố gắng nhất có thể để thu thập đồ, đi mượn đồ có, mua hàng thùng có, đồ mới có, để có thể làm được cái video này. Nên rất mong là mọi người sẽ ủng hộ cái video này. Và đừng quên thích nhá. Hãy comment phía dưới là bạn mọi người thích bạn Hà trong cái nhân vật nào nhất, giống ai nhất. Và nếu mà mọi người thích Hà làm những video tương tự như này thì hãy comment phía dưới cho bạn Hà biết nha. Bạn Hà sẽ cố gắng làm nhiều hơn. Còn bây giờ thì sẽ quay cho mọi người full của cái lúc này. Tối nay Hà đi chơi thì chắc là không dẫn mọi người đi theo được, nhưng mà mọi người biết Hà mặc gì rồi mà đúng không? Thử thách rồi, và như mọi người thấy thì bạn Hà đã make up một chút. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cosplay Sunmi và với cả cái set hình như thế này. Set này cũng khá là xinh và dễ mặc đúng không? Bây giờ thì Hà đã chuẩn bị được một vài những cái đồ mà đây. Ví dụ như chiếc áo oversize này là hôm trước Hà mua đồ second hand 20-30 nghìn gì đấy. Quần sóc thì trắng thì Hà có sẵn rồi, nên là bây giờ sẽ thay đồ cho mọi người xem là cái set này lên Hà sẽ như thế nào nhá. Rất tiếc là Hà đã cắt tóc ngắn nên là Hà sẽ không thể theo tóc của các bạn, các em, các chị được. Nên là mọi người hãy thông cảm cho quả tóc của Hà nhé. Bây giờ thì cùng thay đồ và ra ngoài thôi. Let's go. Đây mọi người ơi, bạn Hà đã mặc chiếc áo oversize của mình vào. Đừng ai hỏi Hà là mặc quần chưa nhá, vì Hà mặc quần rồi. Em trợ lý vừa hỏi Hà là đã mặc quần chưa. Đây, thì đây là bạn Hà, cái áo sơ mi này.
cũng khá là giống, đương nhiên là không thể giống y hệt được nhưng cũng khá là giống. Bạn nào cũng đã chuẩn bị thắt lưng với cả bốt ở đây và bây giờ thì sẽ biến hình hoàn toàn cho mọi người xem. Xong diện mạo cố gắng giống Sunmi nhất có thể thì nó sẽ như thế nào nhá. Ui mọi người ơi, cũng nhìn cũng ra dáng phết nhở. Hà không kiếm được cái thắt lưng metallic y hệt nên là Hà đã dùng cái thắt lưng đen của mình. Cái thắt lưng này thì có một tí xích nên nhìn nó cũng điệu ấy. Nhưng mà có một vấn đề, cái thắt lưng này là thắt lưng mới mua chưa đục lỗ nên là đây như mọi người thấy thì Hà phải cài nó vào như thế này. Thì đây cũng là một cái mẹo mà cho mọi người, nếu mà mọi người mới mua thắt lưng mà chưa kịp đục lỗ thì chúng mình có thể cài xuống, vẫn có thể dùng bình thường. Lâu lắm rồi mình mới làm video năng suất, quay trở lại cái năng suất này. Mình đã lên Đà Lạt nghỉ khá là lâu và bây giờ quay trở lại cái nhịp sống này cảm thấy cũng rất là vui. Mọi người ủng hộ bạn Hà rất nhiều nhá. Thật sự là rất ít khi Hà mặc như này mọi người ạ. Mọi người nhận ra cái dây này không? Cái dây này không phải cho cờ đâu mà nó là dây băng. Xong rồi kiểu một đôi khuyên tai mong manh tương tự thôi chứ cũng không giống thôi. Nhưng mà nhìn khác phết. Quay cho mọi người xem OOTD nha. Hello mọi người. Hôm nay thì là ngày cuối cùng của thử thách rồi. Và đây là trang phục ngày hôm nay của bạn Hà. Bạn Hà chọn một cái blazer màu hồng, một cái áo như thế này. Thì hôm nay bạn Hà follow theo phong cách của... Này, đây, chính cái ảnh này luôn. Thì có một chút thay đổi là cái áo của bạn ấy cao đến đây ấy. Nhưng mà thật ra là tại vì cổ Hà hơi ngắn nên là mặc những cái áo cao như thế khá là xấu, nhìn không được đẹp lắm. Nên là bạn Hà đã chuyển qua mặc cái áo cổ thấp thế này để nhìn nó kiểu cân đối người hơn. Ở dưới thì Hà cũng đi một đôi giày, một đôi xăng đan, mục dây. Lại tiếp tục xin lỗi mọi người vì sự bừa bộn của mình. Đó, thì đây là set đồ ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Hà có hẹn với các chị Mai. Lâu lắm rồi thì bọn mình không gặp nhau nên là tranh thủ kết up một tí. Nhưng mà đây, hôm nay Trình sẽ mặc thế này đi gặp chị Mai. Mọi người thích set nào nhất trong 5 set ngày hôm nay? Hãy comment phía dưới cho bạn Hà biết nhá. Bạn Hà sẽ... Và nếu mọi người thích Hà làm những video như thế này thì cũng hãy comment phía dưới cho bạn Hà biết luôn. Bạn Hà sẽ cố gắng để sản xuất ra những cái video hay ho thú vị hơn nữa để gửi đến mọi người. Còn bây giờ thì chúng mình hãy cùng đi gặp chị Mai nhá. Ôi, đi đôi giày này lên nhìn chân mình thật là... Ý. Lại tự sướng rồi trời ơi. Nhưng mà đây, đây là bạn Hà của ngày hôm nay. Bạn Hà hôm nay quyết định buộc tóc chung xõa tóc tại vì tóc cũng hơi kinh rồi. Có mái cũng hơi ghê nhưng mà... Thôi kệ đi. Thì đây nhá, bạn Hà sẽ đi đây. Hy vọng rằng mọi người thích video này. Đừng quên like, share và subscribe channel của Hà để có thể tiếp tục đón xem video thú vị tiếp theo nha. Xin nữa, sẽ luôn cố gắng thật nhiều để có thể làm video hay hơn, đẹp hơn, chất lượng hơn, thú vị hơn để gửi đến mọi người. Còn bây giờ thì cùng đi hẹn hò với Hà nhá. Và hy vọng rằng mọi người sẽ thích video này. Đừng quên like, đừng quên like, like.